của loa nó sẽ có cái tem. Đây các bạn, tem nhựa 4311 VWA Catron Monitor hàng nội UA. Đấy. Còn 4311 thường thì nó sẽ không có nha các bác. 4311 thường nó sẽ sử dụng cấu hình thường từ 500 bình thường. Và giá những cặp loa nó sẽ rơi vào khoảng 17 năm. Đấy. Còn đây là cặp loa cao cấp nhất của 4311 và được nhiều bác săn lùng thích chơi 4311 săn lùng cái model này. Bởi vì model 4311 nó có thiết kế bắt hướng phía trước trên lên cao, và khi các bác kê thì nó sẽ đánh thẳng vào tai các bác khi cường ngầu. Nhiều bác rất thích model này nên sưu tầm, thì sưu tầm 4311 thì sưu tầm cái bản này nha các bác. Bản này là bản VIP nhất. Tí nữa em sẽ mở cấu hình mình để càng ra để các bác thấy tại sao em nói nó là phiên bản cao cấp nhất. Nó chạy cấu hình L100 Canturi, thùng quách là keng nha các bác, keng hết vuông thành sát cạnh. Nó là dòng loa chuyên nhạc vàng, nhạc bolero và đánh cả tiết tấu nhạc nhanh đều tốt. Đó là đặc trưng của dòng loa JBL kiếm âm. Nó là dòng kiếm âm nên chất âm ba giải cực kỳ là chính xác nha các bác. Tiếng bass đặc trưng L100 Canturi được thể hiện ở cặp loa 4311 này luôn nha. Ở trong cấu hình L100 Canturi thì không phải bàn rồi. Nó nằm trong là 4311 nên giá thành rất là tốt nha các bác. Em giao các bác cặp này là 20 triệu nha. Bác nào mình lấy thì nhanh tay alo cho em Chiến nha. Lo đẹp xuất sắc tất cả em bao zin. Lo chắc Mỹ về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Thì nó về đầu sáng cùng với cặp 4312 đó các bác. 4312 thì giá là 19, còn là cặp này là 4311 VWA cao cấp hơn. Cấu hình nó to lớn hơn. Này các bác. In UA. 431 VWA Catron Monitor. Series cặp này là 5388. 5388 nha các bác. Đúng cặp nha. Rồi. Cái phần cơ chế cuối cùng nhất là mở e-can để các bác cùng ngắm vẻ đẹp của L100 Canturi được đặt trên cặp loa 4311 này. Tại vì nó hay, nó rơi vào huyền thoại rồi. Với cấu hình này thì không nghe là cũng biết đó đã hay rồi. Anico Bass Mic Anico chép LI25 mũi đỏ. Đây, mời các bác cùng chiêm ngưỡng nha. Đấy, cấu hình là nó như thế các bác. Cái bass nó phía trên nó ngược đời hơn so với những cặp khác các bác. Này, bass nó hướng ở đây này các bác. Nhưng khi nhiều bác thích cái mẫu kiểu cái kết cấu của 4311 này, nó sẽ hướng trực tiếp vào tai người nghe luôn. Nên tiếng bass nó khá là dữ. Đây các bác, bass 30 Anico đấy, mic chép thì nó y chang L100 Canturi 20 tinh chỉnh 4311 Catron Monitor VWA tiếng loa. Giá là 20 bao gồm phí ship nha. Giá này là giá tốt nhất các bác cùng sở hữu. Bác nào cần cặp này thì chốt ngay nha. Vừa rồi em thấy rất hai ba bác hỏi 4311 bình luận trên kênh mà em chưa có hàng, thì nên em có một cặp này về và siêu đẹp nha. Từ tuyến loa cho đến vân vân thùng quách đẹp ngắt ngay khỏi tay luôn. Nhìn tuyến loa này các bác bớt chưa. Về các bác kê lên cặp những cặp ribe á, các bác kê khoảng 45 cm thôi là các bác nghe nó mới hay. Đừng kê cao quá và cũng không nên kê thấp quá, khoảng 35 đến 45 cm nha. Đừng có kê đừng nghe cái kệ cao khoảng 80 cm là nghe nó nhẵn gì lãng sạc các bác, là bát nó bị loãng nha. Kê khoảng 35 đến 45 cm tầm đó thôi là các bác nghe nó hay. Rồi, cặp này giá 20 bao gồm phí ship nha. Em là bên em là cân đối giá tốt nhất cũng như là đã bao gồm phí ship rồi. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200 nha, còn cọc tiền cọc giúp em khoảng 2 triệu. Chuyển khoản đủ là còn 19 triệu 8 đấy. Về cặp loa này, em giao các bác là một cái giá rất là yêu thương để các bác mình sở hữu nha. Cặp loa này là cặp loa kiếm âm monitor bass 30 và phân khúc dưới 20, mà gọi là loa quốc dân của bác dưới 30 thì dưới 20 triệu thì 4312 MK2 mà Catron monitor này được chơi nhiều nhất, bởi vì ở tầm tiền này chỉ có con này là xài được bass 30. Bây giờ các bác mua L36 thì cũng đã 15 triệu mà bass 25 nha, L50 cũng đã 17 triệu rưỡi cũng bass 25. Các bác có thể thêm một
hơn 1 triệu các bác sở hữu cặp loa 4312. Castro monitor phía trước mắt các bác đang thấy là bass 30, một mic, một chép LI25 danh tiếng, một lỗ thông hơi phía trước. Và đây là dòng loa nghe nhạc cao cấp, là dòng Castro monitor, là dòng có đưa ra chất âm chuẩn ở ba giải, phù hợp với các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero, kể cả những dòng nhạc tiết tấu nhanh, em nó đều đảm nhiệm tốt, tiếng bass uy lực mạnh mẽ, chuẩn ba giải, bass mic chép không bị thô như những dòng loa Nhật bình thường ở tầm tiền. Ở tầm tiền thì các bác nên chọn loa Mỹ vì chắc tiếng nó ra chuẩn hơn. Các bác nào nghi loa Mỹ rồi thì rất là nghiện. Mỹ và châu Âu là một hai dòng loa được đánh giá rất là cao. Model này thì em đang giao các bác là ở hôm nay em sẽ bớt 200 là còn 18.800. Bác nào chốt cặp này thì chiều em gửi luôn cho các bác nha. 18.800 đã bao gồm phí ship, cọc tiền cọc giúp em khoảng 10%, khoảng 2 triệu là em ship hàng tận nơi. Còn chiến khoản đủ em tiếp tục bớt 200 còn là 18.600. Còn cọc tiền thì vẫn giá 18.800 nha các bác. Loa em bảo hành zin và hoạt động hoàn hảo. Tiếng loa đẹp, thùng vách đẹp ke. Đây, tem treo đầy đủ nha các bác. Cặp này series là 30 30480 và 30438 nha các bác. 30480 và 30438. Tiếng loa này các bác từ chép mic bass 30 găng vải tấm dầu, đẹp xuất sắc. Thùng vách đẹp keng, tí nữa các bác cùng xem sale nha. Tiếng loa đẹp keng. Rồi em sẽ mời các bác cùng xem thành vách của loa. Tại ở phân khúc dưới 20 mà các bác cần tìm một cặp loa nghe nhạc bass 30 thì chọn ngay cặp này nha. Đây là cảnh vách của phía trên của thùng. Em sẽ quay kỹ lưỡng để các bác ở xa có thể xem được sản phẩm nha. Còn độ zin thì em bảo hành nguyên zin và loa chắc nước ngoài, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha. Bên em mà bao ship tặng nơi, giá là 18.800 nha các bác. 18.800 là cân đối hết cỡ cho các bác rồi, các bác tham khảo thoải mái. Phải là chắc loa đẹp nha các bác. Đây, cạnh vách phía tay phải nha. Phía phải này. Đấy. Tổng quan của loa. Rồi tiếp tục cái cạnh bên tay trái để các bác cùng xem. Các bác nào chưa đăng ký kênh hãy ấn vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất nha. Đây là cạnh trái. Tổng quan cạnh trái. Rồi đến phía sau của loa dòng 4312 monitor này sử dụng trạm mỏ chim nha. Mỏ chim nhắn, các bác nhắn vào và nhét vào thôi. Rồi em có điện thoại một tí, chờ em nghe điện thoại rồi em sẽ tiếp tục video. Vâng, và đây là tổng quan phía sau. Tem cờ còn nguyên các bác, có thấy không? Tem cờ còn nguyên này. Đấy. Series tem là 30141 này. Đấy, 30141 này. Trạm loa này các bác, mỏ chim nha. Đây cạnh này các bác. Đấy, có thấy không? Để nó lên nét một tí đó. Đây là nét rồi các bác, cạnh vách này. Đấy. Phía sau. Đấy, thì đây là cặp loa 4312 Castro Monitor. Giá em đang giao cân đối tốt nhất cho các bác Mỹ, mình các bác sở hữu và nghe nhạc trưng bày. Thì đây là cặp loa hàng bãi nha các bác, hàng nòi của Mỹ, California USA. Trở kháng là 8 ohm, auto watt nên là rất cực kỳ dễ ghép, chỉ cần âm ly có công suất 100-150W trở lên là các bác ghép tốt với cặp loa này rồi. Rồi em chỉ xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào có nhu cầu sở hữu cặp 4312 của JBL này thì alo cho em chiếm có hai số điện thoại trên nha. Hiện tại shop chỉ còn một cặp duy nhất này thôi nha các bác. Đây là Ekan, nó là Ekan xanh nha. Rồi em sẽ dịp cái Ekan ra bên nha. Nói chung là loa đẹp mỹ mãn nha các bác. Đây, trước tiên em mời các bác cùng xem tiếng loa. Đấy, tiếng loa này các bác. Bass 25 găng mút. Đặc trưng dòng loa JB thì đến từ Mỹ, những dòng loa Mỹ thì không bao giờ các bác thất vọng. Ngôn Mỹ chất âm rất chính xác. Bass, mic chép và đây là dòng monitor nữa. Đây các bác, đây là cạnh trên của loa. Đấy, đúng cặp nha các bác. Tiếng, nhìn cái tiếng loa là các bác biết rồi. Đấy, từ bass, mic này, chép này. Đây là cạnh trên nha, cạnh trên. 15.700 nha các bác. Giá thì em cân đối tốt nhất cho các bác, còn một cực giá rất là yêu thương. Và nếu chuyển khoản đủ thì em sẽ tính là 15 năm bao ship nha. Còn cọc tiền cọc giúp em khoảng 1.5-2 triệu trở lên nha các bác. Là em sẽ ship hàng và các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại.
hay là cạnh phía bên phải của loa. Em mời các bác xem cạnh trước nha. Rồi tiếp tục mình xem tổng thể này. À, xem tổng thể này các bác. 15.700 là sở hữu rồi các bác, sướng chưa? Em về là em đưa một cái giá rất là thơm. Các bác sở hữu một cặp loa nghe nhạc hay, trưng bày đẹp. Và thứ ba nữa là một cặp loa có thiết kế rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, đối xứng loa. Đây là cạnh trái nha. Giá bên em luôn luôn bao ship nha các bác. Ship cặp loa này thì cũng khoảng 400.000 rồi đó các. Các bác lưu ý bên em luôn luôn bao ship nha, chứ không phải là cứ báo giá là không bao ship. Khi mà tiền ship đắt lắm các bác. Các bác mà tự chịu ship thì đắt hơn em nữa nha. Tại vì em khách hàng lớn thì nó lại khác nữa. Các bác đừng nghĩ cái tiền ship nó ít đâu, nó nhiều lắm. Thì cả một cặp loa đóng rất là kỹ, nó ra rất là to. Mà các bác chịu ship là nó rất là tốn tiền. Nếu các bác chịu ship cặp này phải nằm giá 600-700 ngàn nha. Nhưng mà bên em khách hàng lớn thì nó khoảng là 400 thôi. Nên là em cân đối cho các bác, nó đỡ tốn cho các bác nha. À, phía sau này bác. Đấy. Cạnh vách này. Trạm là trạm bắp chuối luôn nha. Trạm bắp chuối này. JBL. Các bác thì sử dụng mỗi chip được luôn nha. Cặp này đẹp trên 95% luôn ấy. Phun gỗ luôn á. Thùng gỗ lạng phía trước là mạch cây mà nó phun màu đen nha bác. Thùng gỗ lạng mạch cây đứt cây luôn nha. Chốt alo liền cho em qua hai số điện thoại trên, cọc 1.500.000 trở lên nha các bác. Em ship hàng, các bác nhận hàng và kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại. Đây các bác mạch cây đứt cây luôn nha. Mạch cây này các bác cây á nha. Có thấy số cây chưa? Cầm mạch cây đó. Đó nghĩa là phun gỗ luôn á. Đây, bắt 25. Một mic. À, tiếng loa các bác nhìn phê không? Từ ốc ạc loa chắc nước ngoài về nha bác. Chưa có tay người sử dụng Việt Nam có thể độ chi tiết và độ hoặc là độ sắc sảo, độ hoàn thiện nó còn là phê luôn. Đây. Chữ nghĩa này các bác. Ốc ác này. Loa chép, loa mic. Loa bắt. Loa em bảo hành riêng hết. Chưa qua tay người sử dụng Việt Nam